Các bạn đang nghe truyện mắt cấp ngoan nhân trên kênh TV Audio CV. Chương 710, máu thiếp giác, màn đêm nhanh chóng buông xuống. Cấm khu cực âm, rừng hoang trong một mảnh tĩnh mịch, xa xa, một cái đèn lồng dọc theo đường nhỏ tiến vào trong rừng. Cuối cùng, đèn lồng đứng trên một bãi đất cao. Phương Tri Hành nhìn quanh một vòng, giơ đèn lồng lên, treo trên cây. Ngọn đèn lờ mờ, chỉ có thể chiếu sáng chung quanh năm, 6 mét, xa hơn thì tối đen như mực giơ tay không thấy năm ngón. Phương Tri Hành và Ninh Nguyệt Tố đứng sóng vai, vẻ mặt nghiêm túc. Không bao lâu, một trận âm phong thổi tới, đảo qua trong rừng, cuồn cuộn nổi lên nhánh cây gãy lá úa, lượn vòng trên mặt đất. Phương Tri Hành liếc mắt trên mặt đất. Quả nhiên, lúc đi qua đường nhỏ trong rừng, đột nhiên biến mất một cách quỷ dị. Điều này cũng đại biểu cho rừng hoang chính thức tiến vào ban đêm không đợi quá lâu, xung quanh đột nhiên hiện ra có vô số xương khô vây quanh hai người. Đến rồi. Phương Tri Hành vực dậy tinh thần, khóe miệng hiện lên một ý cười lành lạnh. Giết. Ninh Nguyệt Tố không có bất kỳ do dự, tay cầm sát âm chùy, dơ lên giữa không trung, chợt dùng sức nắm chặt. Lập tức, sát âm chi khí khổng lồ dán gần sát mặt đất giống như hồng thủy khuếch tán ra, dâng lên như thủy triều. Vù vù, bộ xương xung quanh đột nhiên cứng ngắc tại chỗ, bên ngoài hiện ra một tầng băng xương. Gần như đồng thời, phương tri hành hít sâu một hơi, chợt tăng vọt, cao tới 10 mét, 10 xúc tu huyết sắc mềm rũ trên không, lăng không múa mây. Thập phương bạo sát. Trong tiếng ầm ầm, 10 xúc tu huyết sắc đồng loạt chấn động, không khí phụ cận theo đó vạn vẹo. Kinh lực bạo sát như có thực chất, hóa thành gợn sóng mắt thường có thể thấy được, quét ngang bốn phương tám hướng những bộ xương bị đông cứng như gặp phải đòn nghiêm trọng cả bộ xương nháy mắt vỡ thành bột mịn chỉ trong nháy mắt trong không gian mười trượng đã bị xử lý thấy cảnh tượng này phương tri hành và ninh nguyệt tố không khỏi nhìn nhau cười đây là sách lược mà trước đó bọn họ thương nghị xong dùng phương thức này đánh chết bộ xương hiệu suất cao nhất nam nữ phối hợp làm việc không mệt phương tri hành vừa lòng cười chờ dây lát lại có lượng lớn bộ xương từ bốn phía tụ lại Hai người không chút hoang mang, làm từng bước đánh chết, một lần có thể xử lý mấy chục thậm chí hơn trăm bộ xương. Không lâu, một bộ xương hắc y lắc lư đi tới. Bộ xương hắc y thuộc về cấp bậc tinh anh, sở hữu chiến lực cửu ngưu cảnh. Giây tiếp theo, toàn thân xương khô hắc y bắt đầu rung rẩy, bộ xương nhanh chóng lớn lên. Trong nháy mắt, nó biến thành một con cự hùng bằng xương, cao 7 mét, hùng trưởng cực kỳ lớn giống như bàn bát tiên. Tốc chiến tốc thắng. Mặt phương tri hành không đổi sắc, lật tay lấy ra truyết nha, vung tay ném tới giữa không trung. Một xúc tu huyết sắc cuốn lấy truyết nha, huyết khí khổng lồ rót vào trong đó. Truyết nha nháy mắt tăng vọt, nhanh chóng dài hơn 30 mét phương tri hành vung truyết nha lên, đập về phía bộ xương cự hùng, vì thế khủng bố không thể đỡ, kình phong cuốn theo ép toàn bộ cây cối chung quanh ngã đổ. Bộ xương cự hùng dường như sợ hãi, ý đồ trốn tránh nhưng đột nhiên hai chân nó bị xương đông lạnh không thể động đậy ầm ầm triết nha lôi cuốn cự lực khủng bố trút xuống trên người bộ xương cự hùng hình thành thế nghiền ác bộ xương cự hùng không chịu nổi trực tiếp sụp đổ bộ xương cũng gãy nát mọi thứ sụp đổ trong nháy mắt miểu sát khóe miệng phương tri hành công lên không có bất kỳ bất ngờ gì với kết quả này dù sao so với lần trước thực lực hiện tại của cậu và Ninh Nguyệt Tố đều tăng lên một khoảng lớn. Hai người ý hợp tâm đầu, phối hợp thăng khít, liên thủ áp chế, bộ xương hắc y đã rất khó tạo thành uy hiếp. Vấn đề chỉ nằm ở làm sao cố gắng hết sức tiết kiệm thể năng, dùng tốc độ hiệu suất cao đánh chết chúng nó. Mấy bộ xương liên tục tụ lại, giết mãi không hết. Phương Tri Hành và Ninh Nguyệt Tố vững như bàn thạch, giữ vững trận địa không ngừng tiến hành đánh chết, không có bất kỳ dao động. Thời gian trôi qua từng phút. Bất giác, trạng sáng đã đến. Phương Tri Hành và Ninh Nguyệt Tố kiên trì chiến đấu nửa đêm, hơn nửa thực lực hai người mạnh mẽ, hô hấp cũng dần dần trở nên nặng nề. Số lượng còn chưa đủ à? Phương Tri Hành nhíu mày, trong lòng tính toán. Lần trước bọn họ thay phiên giết 10 tiếng, trong lúc vừa đánh vừa trốn, không biết phá hủy bao nhiêu bộ xương. Lần này hai người liên thủ, chủ động đón đánh, xử lý hết đợt này đến đợt này, đánh chết cũng không ít. Ngay lúc này không lâu, thế giới đột nhiên yên tĩnh lại. Bộ xương chung quanh biến mất một cách quỷ dị. Ông mặt đất rung động, trong ánh nến lay lắc, một cánh cửa đá khổng lồ đột ngột mọc lên từ mặt đất, độ cao giống như xuyên qua trời đất. Cuối cùng, Phương Tri Hành thở vào, thân hình khôi phục bình thường, cầm lấy đèn lồng, tầm mắt tập trung vào cửa đá cẩn thận quan sát cửa đá không có bất kỳ biến hóa, phần chân khắc văn tự vẫn là dáng vẻ lần trước nhìn thấy. Hai người nhìn thấy, không có bất kỳ do dự, đi tới trước cửa đá, nâng tay ấn vào hoa văn nhật nguyệt. Ẩm kép, cửa đá lập tức chấn động dữ dội, bên tai quanh quẩn tiếng vang bánh răng chuyển động. Một cái khe xuất hiện, chậm rãi mở rộng chia cửa đá thành hai. Phương Tri Hành và Ninh Nguyệt Tố kìm lòng không đậu ngừng hô hấp, không hề chớp mắt nhìn chầm chầm trong cánh cửa. Đầu tiên là một mảnh tối đen, ngay sau đó, ánh nến nhảy lên chiếu rọi vào trong cửa, lộ ra một hành lang sâu hung hút. Phương Tri Hành đã chuẩn bị tâm lý, nhưng liếc mắt nhìn vào, đồng tử vẫn co rút dữ dội. Hành lang kia trải rộng tổ chức máu thịt, giống như một hiện trường vụ nổ tập kích khủng bố, trong mắt đều là máu thịt mơ hồ. Cảnh tượng này quá mức rợn tóc gáy. Nhìn đến Phương Tri Hành và Ninh Nguyệt tố nhíu mày, biểu cảm nghiêm trọng khó hiểu cửa đá hoàn toàn mở ra hai người liếc nhau bước một chân vào cửa bọn họ lại đồng thời lộ ra một tia do dự nhưng nháy mắt sau đó lòng bọn họ giống như sắc sảo tâm ý kiên định chúng ta vào thôi ninh nguyệt tố gật đầu nghiêm túc nói truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo nếu chúng ta không đi có lẽ có thể yên ổn vượt qua một đời nhưng cuối cùng chúng ta sẽ dần dần già đi đều sẽ bị tử vong tra tấn Phương Tri Hành cười nói, cùng nhau sống chết, ta đi cùng cô. Hai người tay trong tay, bước vào trong cửa đá. Sột soạt, lòng bàn chân Phương Tri Hành dẫm lên máu thịt dính hồ, lại nâng chân lên, kéo tơ. Đây là máu thịt thật. Ninh Nguyệt Tố cảm giác ghê tởm, nhìn quanh, cô ngạc nhiên hô, xem kìa, máu thịt còn đang nhúc nhích, chúng sống đó. Phương Tri Hành cũng chú ý tới, lòng bàn chân liên tục truyền đến dao động mỏng manh, mềm mại, phập phồng cậu hơi trầm ngâm, giơ bảo đao đồ long lên, cắt tổ chức máu thịt trên mặt đất. Vù, mũi đao cắt đứt máu thịt, nhất thời tràn ra lượng lớn máu tươi. Máu thịt chung quanh lập tức chấn động dữ dội giống như cảm giác được đau đớn. Máu thịt bị cắt lộ ra phần đáy. Tầm mắt phương tri hành ngưng động, phát hiện cái đáy dường như là một vật chất kim loại, rỉ sét loang lỗ. Hành lang này dường như là sử dụng kim loại nào đó xây dựng ra, cậu dùng bảo đao đồ long ấn phần đáy, len ken rung động. Nghe tiếng va chạm, không thể nghi ngờ là kim loại. Bỗng nhiên, Phương Tri Hành cầm lấy bảo đao đồ long, nhìn thấy phần mũi đao dính một ít rỉ sét. Quỷ dị chính là rỉ sét cực kỳ phát triển, theo mũi đao lan tràn về phía thân đao. Nơi bị rỉ sét chạm đến, thân đao cũng xuất hiện vết rỉ sét. Bảo đao đồ long đang bị rỉ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, mé. Phương Tri Hành chấn động, vội vàng vung tay áo, lau sạch rỉ sét trên thân đao. Rỉ sét rào rào rơi xuống. Nhưng mà, ngay mấy giây ngắn ngủi đó, một phần rỉ sét đã xâm nhập trong thân đao, liên tục ăn mòn, thế không thể đỡ. Phương Tri Hành trơ mắt nhìn cả mũi đao từng chút biến thành sắc vụn, rơi trên mặt đất. Một lúc sau, bảo đao đồ long chỉ còn lại nửa thanh. Nửa phần thân sau của đao lan rộng rỉ sét. Biểu cảm Phương Tri Hành hơi cứng đờ, vứt bỏ bảo đao đồ long, miếm môi. Mũi tên của ngươi cũng đang rỉ sét. Ninh Nguyệt Tố đột nhiên trừng to mắt, nhắc nhở. Phương Tri Hành nghiêng đầu nhìn, túi tên mà cậu mang theo nhanh chóng biến thành sắc vụn. Từng mũi tên sắc giống như tuyết trắng dưới ánh mặt trời, nhanh chóng hòa tan thành một tồn tại khác. Còn có kim loại trong bọc hành lý, giống như thối rửa vỡ vụn, hóa thành bụi. Trang bị phương tri hành mang theo mất hơn phân nửa trong nháy mắt nhưng như vậy còn chưa hết. Quần áo trên người cậu đang nhanh chóng biến chất, màu sắc trở nên cũ đi, giống như mặt mười mấy năm. Không lâu, phần đáy bị bảo đao đồ long cắt ra, máu thịt mọc trở lại, bao trùm những rỉ sét đó. Cũng ngay lúc này, hiện tượng rỉ sét lập tức dừng lại. Ánh mắt phương tri hành lấp lóe, nhìn trang bị trên người, khóc không ra nước mắt. Quả thực là xuất sư bất lợi. Chỉ một lát, bảo đao đồ long trực tiếp không còn, mũi tên và kim loại dùng để cải tạo thân thể cũng hao tổn gần hết. Mà những thứ này, cậu hoàn toàn không thể ngăn cản. Rốt cuộc trĩ xét này là thứ gì? Phương Tri hành hết một luồng khí lạnh, kiểm tra dưới thân thể, máu thịt cậu dường như không bị ăn mòn. Lại lấy ra chuyết nha nhìn thử, chuyết nha hoàn hảo không tổn hao gì. Nói cách khác, ăn mòn không thương tổn được binh khí cấp 4 nhưng lại là trí mạng với vật phẩm dưới cấp 3 phương tri hành quay đầu nhìn ninh nguyệt tố cô cách xa hơn một chút không bị ảnh hưởng gì lúc này ninh nguyệt tố quay đầu lại chấn động nói cửa đá đóng lại rồi phương tri hành cũng quay đầu nhìn không biết từ khi nào cửa đá lặng yên không một tiếng động đóng lại biến thành vách tường bị tổ chức máu thịt bao trùm cẩn thận nhìn lên vách tường kia cũng thuộc một phần của hành lang giống như là một cái cửa tích hợp phương tri hành trầm ngâm nói dưới những máu thịt này tồn tại một loại rỉ sét có thể ăn mòn vạn vật tuyệt đối không thể tiếp xúc trực tiếp ninh nguyệt tố gật đầu nói những máu thịt này dường như có tác dụng bảo vệ giống như tồn tại để phong ấn rỉ sét hửng phong ấn phương tri hành như có suy nghĩ nhìn hai đầu của hành lang đều là uốn lượng khúc chiết liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối tùy tiện chọn một phương hướng đi thôi ninh nguyệt tố nhìn phương hướng của cửa vào bên này thế nào Phương Tri Hành không thể làm gì khác. Hai người bước đi về phía trước, mỗi một bước đều dẫm lên tổ chức máu thịt màu đỏ tươi. Mới vừa đi ra hơn 20 mét, Ninh Nguyệt Tố đột nhiên dừng bước, kinh hô, đó là cái gì? Phương Tri Hành nghiêng đầu nhìn về một bên, chỉ thấy trên vách tường, tổ chức máu thịt gom thành một khối lớn, có hình bầu dục, phần đỉnh rõ ràng là nửa khuôn mặt người. Nửa khuôn mặt người đó không có da mặt, chỉ còn lại máu thịt mơ hồ bao trùm trên bộ xương trong hốc mắt có một con mắt trừng lớn. Không, là bởi vì không có mí mắt, không thể nhắm lại. Con mắt đó không nhúc nhích, ở chỗ sâu trong đồng tử tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng không cùng vô tận. Đây không thể nghi ngờ là một người, thân thể dường như bị hành lang cắn nuốt. Ninh Nguyệt Tố không khỏi hỏi, sao có thể có người chết ở đây? Chẳng lẽ trước chúng ta đã có người tiến vào nơi này à? Phương Tri Hành gật đầu nói, có vẻ là thế. Cậu phân tích, người có thể tiến vào cánh cửa cấm khu, thực lực nhất định đạt tới cửu ngưu cảnh. Người này chết ở đây, chứng tỏ nơi này tồn tại thứ có thể giết chết cửu ngưu cảnh. Ninh Nguyệt Tố ngừng hô hấp. Bỗng nhiên, Phương Tri Hành giữ chặt cánh tay của cô nhanh chóng lui về sau. Làm sao vậy? Ninh Nguyệt Tố lắp bắp kinh hãi. Phương Tri Hành nhìn chầm chầm nửa khuôn mặt người kia, ý bảo cô nhìn. Ninh Nguyệt Tố nhìn chăm chú, nhất thời nổi da gà con mắt trên nửa khuôn mặt người đó lại chuyển hướng đang nhìn chằm chằm cô thậm chí trong con mắt đó chợt xuất hiện tình cảm nhân loại nào đó đang truyền đạt gì với cô nên nguyệt tố hít thở không thông nói người này còn sống phương tri hành lắc đầu nói thay vì nói còn sống chi bằng nói không chết được máu thịt khắp nơi trên đất luôn nhúc nhích duy trì sức sống Người bị cắn nuốt có thể vẫn còn sống nhưng sống không bằng chết, vừa nghĩ đến đây, nửa khuôn mặt kia chợt nhúc nhích, xoay đầu qua, lộ ra nửa khuôn mặt khác. Nhưng nửa khuôn mặt kia hoàn toàn không có kết cấu tổ chức như mắt, xương cốt, chỉ có máu thịt kéo sợi. Xoạt xoạt, ngay sau đó, một cánh tay vươn ra. Trên cánh tay không có làn da, gân mạch máu có thể nhìn thấy rõ ràng. Cánh tay vươn về phía Ninh Nguyệt Tố. Sau đó, một cái chân cũng vươn ra từ trên vách tường rơi trên mặt đất phương tri hành nhìn chăm chú nửa huyết thi kéo sợi thoát ly hành lang đứng thẳng trên mặt đất chỉ một thoáng máu thịt xung quanh tụ lại về phía huyết thi bổ khuyết bộ phận không trọn vẹn hợp thành hình dáng con người hoàn chỉnh một nửa là tổ chức nhân loại một nửa khác chỉ là máu thịt miệng của huyết thi không có môi hai hàng răng nanh ố vàng lộ ra bên ngoài huyết thi dùng con mắt kia nhìn chầm chầm Ninh Nguyệt Tố, dần dần, trong con mắt kia chợt xuất hiện vẻ điên cuồng khiến người khác bất an. Khuyết Thi bỗng nhiên bước đi, từng bước đi tới, vương huyết thủ ra. Đáy lòng Ninh Nguyệt Tố nổi lên một luồng ác hàng, không chút nghĩ ngợi, nắm chặt sát âm chùy. Bất chợt, một luồng hàng ý khiến người ta sợ hãi phun ra. Khuyết Thi đột ngột dừng lại, toàn thân đông lạnh thành một khối băng điêu. Phương Tri Hành lập tức xông về phía trước, năm ngón tay nắm chặt, một quyền đấm ra kình lực bạo sát cách không thả ra đánh sâu vào trên băng điêu răng rắc băng điêu vỡ ra từng tấc khối thịt rơi rụng đầy đất máu thịt xung quanh mấp máy nhanh chóng bao trùm đống thịt kia hai thứ dần dần hợp thành một thể cảnh tượng này khiến phương tri hành và ninh nguyệt ngày càng chắc chắn toàn bộ máu thịt trong hành lang có khả năng đến từ những người từng xông vào cánh cửa cấm khu kết luận này quá khủng bố ninh nguyệt tố hết hồn người khác đều chết ở đây, vậy chẳng phải cô và Phương Tri Hành cũng sẽ. Mặt Phương Tri Hành không đổi sắc, trầm ngâm nói, huyết thi cực kỳ dễ dết, không tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Cậu tiếp tục đi về trước, Ninh Nguyệt Tố nhắm mắt theo đuôi. Một lát sau, trước hành lang xuất hiện lối rẽ. Phương Tri Hành lựa chọn đi bên phải, cẩn thận đi phía trước thăm dò. Không bao lâu, cậu ngẩng đầu, tầm mắt ngưng động chỉ thấy trong hành lang phía trước đột ngột xuất hiện một bóng người. Cậu dơ đèn lồng chiếu qua, nhất thời thấy rõ ràng bóng người kia là một huyết thi. Hơn nữa huyết thi này không có ngũ quan, hoàn toàn là tạo thành từ máu thịt. Huyết thi vẫn không nhúc nhích nhưng bỗng nhiên, nó xông tới phương tri hành. Sắc mặt phương tri hành hơi trầm xuống, dậm chân lao ra, tay phải vươn ra đột nhiên biến thành xúc tu thô to. Xúc tu ở đằng trước biến thành hình cầu, giống như một cái trùy công thành, và chạm thật mạnh về phía trước. Đùng huyết thi vọt tới nhất thời nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, bắn tung tóe khắp nơi. Cửu ngưu cảnh sơ kỳ. Phương tri hành nhướng mày, từ xúc cảm để xem, huyết thi vừa rồi ít nhất bột phát ra sức mạnh 20 vạn cân. Ninh Nguyệt Tố giật mình nói, trong hành lang có thể có rất nhiều huyết thi. Phương tri hành thầm chấp nhận, trầm thấp nói, hy vọng không có huyết thi bách ngưu cảnh, bằng không chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người ngày càng cẩn thận. Quả nhiên, không đến hai phút hai người bọn họ lại chạm trán một huyết thi. Huyết thi này trông có vẻ rất khác, thân người đầu trâu, trên đầu mọc ra hai cái sừng. Phương Tri Hành có thể cảm giác được uy thế của huyết thi đầu trâu rõ ràng mạnh hơn. Huyết thi đầu trâu xông lên, vô cùng nhanh chóng, dường như là trong chớp mắt. Thân hình Phương Tri Hành chấn động, vương xúc tu huyết sắc, bắn về phía trước. Thân hình của huyết thi đầu trâu hình nhoáng cái nhảy dựng lên, treo ngược trên phần đỉnh, vung quyền nện xuống. Nhưng đột nhiên, một cái ngà voi màu trắng nhảy ra tăng vọt lên, xông lên phần đỉnh. Xì xì, ngà voi màu trắng xuyên qua bụng của huyết thi đầu trâu, không ngừng bành trướng. Đùng, kinh lực bạo sát thông qua ngà voi màu trắng, điên cuồng dẫn vào trong thân thể huyết thi đầu trâu. Huyết thi đầu trâu không có bất kỳ ngoài ý muốn, trực tiếp nổ tung cửu ngưu cảnh hậu kỳ phương tri hành than khẽ chân mày nhíu chặt lại từ lúc vào đêm đến bây giờ cậu luôn chiến đấu không nghỉ ngơi lúc nào cứ tiếp tục như thế thể năng hao hết chỉ là vấn đề thời gian bọn họ tiếp tục đi về phía trước ven đường thỉnh thoảng sẽ gặp huyết thi hình thái huyết thi cũng đủ loại trong đó một huyết thi lại có thể điều khiển ngọn lửa phương tri hành không khỏi suy đoán những huyết thi khi còn sống hẳn đều là võ giả cửu ngưu cảnh, hơn nữa tu luyện công pháp khác nhau. Mặc dù bọn họ biến thành huyết thi, vẫn có thể thi triển ra võ công của mình. Hai người vừa đi vừa chiến đấu, hết trận này đến trận khác, không ngừng không nghỉ. Hành lang giống như không có điểm cuối, không ngừng lan tràn tới chỗ sâu trong. Đương nhiên, Phương Tri Hành không nắm giữ toàn bộ bản đồ, có lẽ hành lang có điểm cuối, cậu có thể chỉ đi vòng tròn. Huyết thi thật sự quá nhiều, căn bản vết không xong. Không biết qua bao lâu. Phương Tri Hành vừa ngẩng đầu, sắc mặt không khỏi thay đổi. Cậu lại nhìn thấy một huyết thi đầu trâu. Hơn nữa, thân hình huyết thi đầu trâu nhoáng lên, đột nhiên treo ngược trên phần đỉnh, làm ra động tác giống y như đúc. Phương Tri Hành thấy vậy dở lại mánh cũ, vương xúc tu huyết sắc, ngay sau đó, ngà voi màu trắng hướng lên trên đỉnh, trong nháy mắt này huyết thi đầu trâu giống như ma xuôi quỷ khiến đột nhiên nghiêng người phương tri hành cười lạnh vung ngà voi màu trắng cắt qua từ bụng huyết thi đầu trâu kình lực bạo sát chậm rãi đánh vào trong cơ thể huyết thi đầu trâu ầm huyết thi đầu trâu lại nổ tung chết không toàn thây ninh nguyệt tố kinh ngạc nói là cùng một con hả ừm phương tri hành gật đầu nói chẳng những là cùng một huyết thi hơn nữa nó còn lưu lại ký ức chiến đấu vừa rồi cậu nháy mắt đưa ra một phán đoán, huyết thi có thể không ngừng sống lại, hơn nữa sẽ càng ngày càng khó giết. Ninh Nguyệt Tố liền nói, chúng ta phải thay phiên chiến đấu, tranh thủ thời gian khôi phục thể lực. Phương Tri Hành gật đầu. Nhán cái mấy canh giờ trôi qua. Hai người ở trong hành lang rẽ ngoặt bảy tám lần, đã sớm không biết đang ở đâu. Phía trước không có điểm cuối, phía sau cũng không biết đường lúc đến nguy hiểm hơn chính là chiến đấu liên tiếp không ngừng khiến thể xác và tinh thần của bọn họ đều kiệt sức. Có phải nơi đó là một cánh cửa không? Ngay ở đây không lâu, Ninh Nguyệt Tố Liếc nhìn một bên hành lang, phát hiện một mụn nhọt hình dạng cực kỳ có quy tắc. Phương Tri hành đi qua nhìn thử, đáy mắt không khỏi sáng lên. Đó là một cánh cửa, nửa che nửa đậy, bị tổ chức máu thịt bao trùm. Phương Tri hành dơ đèn lồng lên, vươn vào trong cánh cửa nhất thời phát hiện bên trong là một không gian vô cùng trống trải, lờ mờ là một điện phủ. Cậu đẩy cửa ra đi vào, lấy ra một cây thổi lửa, bấm tay bắn ra. Cây thổi lửa bay về phía trời cao, xua tan bóng đêm. Cảnh tượng ánh vào mi mắt chính là một đại điện hình vòng tròn, chung quanh có 12 cây cột khổng lồ chống đỡ. Tổ chức máu thịt nhúc nhích bao trùm mỗi một chỗ trong đại điện. Ngay chính giữa đại điện có một đài đá to lớn giống như một cái giường lớn trên giường dường như có cái gì. Cây thổi lửa dừng trên mặt đất, nhanh chóng tắt. Phương tri hành sách theo đèn lồng đi qua, ánh nến từng chút xua tan bóng tối phía trước. Không bao lâu, đài đá kia lộ ra trong ánh lửa. Độ cao của đài đá chỉ có 1 mét, rộng 3 mét, dài 5 mét ngay trên đài đá, một bãi tổ chức máu thịt mơ hồ tạo thành một hình người. Hình ảnh đó giống như một tiêu bản người bị giải phẫu khiến hai mắt Phương Tri Hành nhíu lại chính là phần đầu của máu thịt hình người đó lại là một đầu hoàn chỉnh, có ngũ quan mặt người rõ ràng. Nhìn kỹ, đó là mặt của một nữ nhân, ước chừng 40, 50 tuổi, ngũ quan tinh xảo, dung mạo cực đẹp, xứng gọi là phong hoa tuyệt đại. Ủa? Ninh Nguyệt Tố ló đầu qua, vừa nhìn thấy gương mặt của nữ nhân kia đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phương Tri Hành kinh ngạc nói, thế nào, chẳng lẽ cô quen bà ta? ninh nguyệt tố kinh ngạc không thôi cẩn thận quan sát khuôn mặt của nữ nhân chậm rãi nói ta từng gặp bức họa của tổ sư quá giống với nữ nhân này tâm thần phương tri hành khẽ động vội vàng hỏi tổ sư của cô an táng ở đâu ninh nguyệt tố trả lời sư phụ từng nhắc tới nói tổ sư ở đỉnh cao của đời người đột nhiên truyền ngôi cho bà sau đó dạo chơi tứ hải không biết tung tích phương tri hành nhướng mày trầm ngâm nói Vậy nữ nhân này thực sự có khả năng là tổ sư của cô. Ninh Nguyệt Tố cũng nghĩ như vậy, bấm ngón tay tính toán, trầm ngâm nói, nếu bà ấy chính là tổ sư thì hiện tại ít nhất 400 tuổi. Tuổi thọ dài nhất của Cửu Ngưu cảnh có thể đạt đến 200 năm. Vậy thì cao thủ Cửu Ngưu cảnh đời trước trước nữa sống tới ngày nay, tuyệt đối có khả năng đã vượt qua 400 tuổi. Phương Tri hành sách theo đèn lồng, đi chung quanh đài đá một vòng. Chỉ tiết khắp nơi trên đất máu thịt bao trùm, che giấu mọi thứ. Cậu không phát hiện bất kỳ thứ gì có thể chứng minh thân phận của nữ tử. Lúc này, bên tai truyền đến một âm thanh mất máy. Giống như có người đứng ở phía sau ngươi không ngừng chẹp miệng. Phương Tri Hành tầng ngần, châm một cây thổi lửa, bắn lên chỗ cao. Vù, ánh lửa sáng lên, chiếu sáng đại điện. Phương Tri Hành quay đầu nhìn lại, nơi ngoài ba trượng đang nhanh chóng nhô lên một cái bú thịt trong khoảnh khắc bú thịt dần dần dâng lên, ngưng tụ thành hình dáng một con người. Lại là huyết thi, hình dáng huyết thi này vạm vỡ cao lớn, gần như cao khoảng 9 mét, mọc ra một đầu voi cực lớn, hai cái ngà voi phóng lên cao. Đây không phải hình thái voi trắng của thị tộc công Tây à. Ánh mắt phương tri hành chợt lóe, cậu từng giao chiến với đám người công Tây Hùng, hiểu biết khí tức hóa yêu LTB, ạch tượng phiên thiên quyết huyết thi trước mặt này tuyệt đối tu luyện môn thần công hóa yêu này cậu lập tức lại phát hiện trong tay huyết thi có cái gì rõ ràng là một trường thương màu đồng cổ hai mắt phương tri hành hiếp lại thấp giọng hỏi nói người của thị tộc công tây tinh thông thương pháp à ninh nguyệt tố nghĩ xong lại lắc đầu nói chắc là không có ít nhất ta chưa từng nghe nói cô tạm dừng rồi lại bổ sung người am hiểu sử dụng trường thương thường thường có bối cảnh lan kỵ binh lời còn chưa dứt, đầu gối của huyết thi đầu voi hơi gấp khúc, trường thương chỉ về sau, làm một tư thế kéo thương. Phương Tri Hành thấy vậy, toàn thân lập tức tăng vọt, phóng ra mười xúc tu huyết sắc. Gần như đồng thời, thân thể duyên dáng của Ninh Nguyệt Tố chấn động, ngang nhiên ra tay. Ánh sáng của sát âm chùy lớn mạnh, bắn ra, cắt qua một đường cong, đột nhiên dừng dưới chân huyết thi đầu voi. Hàng ý khủng bố bùng nổ, hàng băng đột ngột mọc lên từ mặt đất, từ hai chân huyết thi đầu voi lan tràn lên trên. Huyết thi đầu voi đột nhiên vung trường thương, chặt đứt hai chân, nửa người trên lập tức bay về một bên. Trong lúc di chuyển, chân gãy nhúc nhích không ngừng, mọc ra hai chân mới với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Huyết thi đầu voi nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhưng khoảnh khắc sau đó, toàn bộ mười xúc tu huyết sắc đập đến. Trong không gian nhất thời tràn ngập kinh lực bạo sát cuồng loạn, chậm rãi, phá hủy hết thảy. Huyết thi đầu voi chợt ngẩng đầu, vừa muốn giơ trường thương cổ đồng lên, thân thể hắn vặn vẹo dữ dội rồi nổ tung. Chen trường thương cổ đồng rời khỏi tay bay ra, vù vù xoay tròn vài vòng, cắm nghiêng trên mặt đất. Mũi thương xuyên qua tổ chức máu thịt, phát ra tiếng va chạm vang dội. Trong lòng phương tri hành vui vẻ, cầm trường thương cổ đồng trong tay, tùy ý múa may vài cái, hổ gầm sinh phong. Cây trường thương này hiển nhiên là binh khí cấp 4. 2 bỗng nhiên trong không gian tĩnh mịch thình lình vang lên một tiếng thở dài rất nhỏ phương tri hành và ninh nguyệt tố liếc nhau đồng thời quay đầu tầm mắt dừng trên đài đá vừa nhìn thì hay rồi đầu nữ nhân trên đài đá đã lệch rồi ban đầu là mặt hướng lên trên hiện tại chuyển sang bên phải là bị dư âm chiến đấu quét trúng à đôi mi thanh tú của ninh nguyệt tố nhíu lại nâng tay lên vương một ngón tay ấn lên hai má của nữ nhân chạm vào rất mềm mại làn da có đàn hồi. Giấy mắt sau đó, nữ nhân chợt mở hai mắt. Cái này. Ninh Nguyệt Tố lập tức lui về phía sau một bước, dơ sát âm chùy lên, đặt trước ngực. Phương Tri Hành phản ứng nhanh hơn, xúc tu huyết sắc cầm trường thương cổ đồng, nhắm ngay đỉnh đầu của nữ nhân. Khụ, khụ khụ. Nữ nhân đột nhiên ho khan, mí mắt từ từ nâng lên, chậm rãi mở ra. Ánh nến dường như kích thích tới màn mắt của bà, bà không khỏi hơi nheo mắt lại một lát sau bà dần dần thích ứng ánh sáng cố gắng ngẩng đầu ánh mắt đảo qua ninh nguyệt tố và phương tri hành ngươi các ngươi miệng bà há ra mở miệng nói chuyện nhưng mà đầu lưỡi của bà vô cùng cứng ngắc biểu đạt không rõ ninh nguyệt tố đáp ngươi là ai nữ nhân chớp mắt trên mặt có cảm xúc của nhân loại trả lời ta ta là bà cố gắng mấy lần cuối cùng có thể biểu đạt lưu loát. Ta là Ninh Triều Hồng, tông chủ đời thứ 11 của cực âm tông. Sắc mặt Ninh Nguyệt Tố Đại Biến, Kinh Hô, Tổ Sư, thật là ngài à. Ngươi là... Ninh Triều Hồng hơi trừng to mắt. Tầm mắt của bà đột nhiên dừng trên sát âm chùy, thốt lên, sát âm chùy. Ninh Nguyệt Tố gật đầu nói, ta là đệ tử của Ninh Đạo Chi, tông chủ đời thứ 13. Đời thứ 13. Sắc mặt Ninh Triều Hồng thay đổi, vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Ta, ta rời khỏi Cực Âm Tông đã bao nhiêu năm?" Ninh Nguyệt Tố trả lời: "Ít nhất 230 năm." Đáp án này khiến Ninh Triều Hồng hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Bà ngẩng đầu nhìn nửa người dưới, sắc mặt nhanh chóng trở nên vô cùng khó coi. Một tâm trạng cực độ tuyệt vọng hiện lên khuôn mặt của bà. Một lát sau, Ninh Triều Hồng tỉnh táo lại, hốt hoảng nói: "Nguyệt Tố đúng không?" Sao ngươi cũng đến đây? Nơi này rất nguy hiểm, đi mau. Ninh Nguyệt tố hỏi, "Tổ sư, rốt cuộc nơi này là đâu, đến tột cùng ngài đã trải qua chuyện gì?" Ninh Triều Hồng thở dài, hơi im lặng, bất đắc dĩ nói, "Ta cũng không rõ nơi này là đâu, ta và người bạn thông qua cánh cửa cấm khu kia đi tới nơi này. Sau đó bọn ta gặp phải một đám quái nhân máu thịt, không ngừng chém giết. Với chúng núi cuối cùng, người bạn của ta kiệt lực mà chết." còn ta cũng bị trọng thương nằm trên đài đá này ngất đi không ngờ vừa tỉnh lại ta đã nhìn thấy các ngươi ninh nguyệt tố không khỏi ngừng hô hấp đầy vẻ khó có thể tin tổ sư vừa ngủ một giấc hơn hai trăm trăm điều này vượt quá tưởng tượng ninh nguyệt tố liền nói tổ sư ngài còn có thể đứng lên không làm sao ta mới có thể cứu ngài ra ninh triều hồng cười thảm tuyệt vọng nói đã quá muộn cơ thể của ta đã bị những máu thịt nhúc nhích này đồng hóa, hiện tại trừ phần đầu, toàn bộ thân thể ta đều biến thành tổ chức máu thịt. Ninh Nguyệt Tố không khỏi u ám, đau thương không thôi. Lúc này, Ninh Triều Hồng chuyển động tầm mắt, liếc nhìn Phương Tri Hành, đột nhiên nhìn thấy trường thương cổ đồng, trên mặt hiện lên một tia bi thương. Đó là binh khí, kinh hồng thương, của người bạn ta công Tây Hào, hắn từng giữ chức phó tướng tổng binh Lan Kỵ, tiền đồ vô lượng. Hai, chỉ vì ta cần một đồng đội thực lực mạnh mẽ, đã xúi dục hắn cùng ta tiến vào cánh cửa cấm khu, cuối cùng hại chết hắn. Phương Tri Hành thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, mở miệng nói, tiền bối, ở đây các ngươi có phát hiện gì không? Ninh Triều Hồng vạn cổ, nghiêng qua một bên đại điện đáp, bên kia có ba pho tượng, trước khi ta ngất đi không có cơ hội nhìn kỹ, các ngươi đi xem thử đi, có lẽ có thu hoạch. Phương Tri Hành và Ninh Nguyệt Tố lập tức đi qua. Theo ánh lửa chiếu sáng phía trước, dưới vách tường hình tròn mơ hồ hiện lên ba bú thịt hở ra. Phương Tri Hành thấy vậy, vung kinh hồng thương phủi chúng đi. Xoạc xoạt, ba vết rách hiện lên, máu thịt bị cắt ra, ba pho tượng cao lớn lập tức lộ ra. Ánh mắt Phương Tri Hành nhanh chóng đảo qua. Pho tượng thứ nhất cực kỳ quen mắt, rõ ràng là người máy sở hữu ngoại hình cơ giáp hoàn chỉnh. Pho tượng thứ hai là một quái thú dữ tợn, mọc răng nanh, sừng, vẫy, đuôi, cánh vân vân. pho tượng thứ ba là một nhân loại bình thường, đỉnh thiên lập địa, quy vũ khí phách. ba pho tượng này đại biểu cho cái gì? ninh nguyệt tố khó hiểu nói. phương tri hành quan sát một lúc, lần thứ hai vung kinh hồng thương cắt phần đế dưới tượng đá ra. nhất thời, ba phần đế phong cách khác nhau lộ ra. phần đế của cơ giáp có hình hộp cực kỳ hợp quy tắc. mặt bên ngoài khắc chữ viết, máu thịt khổ yếu, máy móc phi thăng phương tri hành nhíu mày lại nhìn phần đế của tượng đá quái vật phần đế đó cực kỳ đáng sợ dựng thành từ đầu lâu và xương sườn của nhân loại trên xương cũng khắc chữ sinh sôi vô hạn cơ thể thành thánh phương tri hành như có suy nghĩ lại nhìn về phía phần đế của tượng đá nhân loại thứ ba đó là một phần đế hoa sen tinh mỹ vô cùng có tiên khí thần thánh uy nghiêm chữ được khắc rõ ràng là vật chất suy nhược thiên nhân vĩnh hằng thiên nhân Phương Tri Hành chăm chú nhìn tượng đá nhân loại trên phần đế hoa sen, lúc này mới ý thức được nó đại biểu cho thiên nhân, cơ giáp, quái vật, thiên nhân, trong lúc nhất thời Phương Tri Hành không nhìn rõ ngụ ý của ba pho tượng này. Nhưng mà cậu rất nhanh nhớ tới cơ tương quân từng nói thăng cấp bách ngưu cảnh có ba con đường. Chẳng lẽ ba tượng đá này? Đúng vào lúc này, Ninh Nguyệt Tố đi tới trước tượng đá cơ giáp, tò mò đánh giá. Cô chưa bao giờ gặp qua loại điêu khắc phong cách này, vô cùng xa lạ, cực kỳ mới mẻ. Nhìn một lúc không nhịn được nâng tay sờ vào. Ông, bất chợt, tượng đá cơ giáp chấn động, mặt ngoài có ánh sáng mỏng manh sáng lên. Minh Nguyệt tố lắp bắp kinh hải, kéo phương tri hành lui về phía sau mấy bước. Hai người lập tức nhìn thấy, mặt ngoài của tượng đá cơ giáp hiện lên ánh sáng văng khắp nơi, giống như bản vẽ thiết kế của con chip điện tử. Cuối cùng, tất cả ánh sáng tụ vào phần đầu. Hai mắt tượng đá cơ giáp đột nhiên sáng lên, bắn ra hai chùm ánh sáng chiếu vào trên người Ninh Nguyệt Tố. Ánh sáng di chuyển trên dưới, từ đầu đến chân giống như đang quét toàn thân cho Ninh Nguyệt Tố. Ngay sau đó, phần đế phía dưới cũng hiện lên một hàng chữ. Cường độ thân thể, cửu ngưu cảnh đỉnh phong máy móc phi thăng, độ phù hợp cao, có thể chuyển hóa thành hệ hàng băng Ninh Nguyệt Tố thấy vậy, kinh ngạc nói, sao tượng đá biết tu vi của ta? Phương Tri Hành hơi im lặng, cũng vươn tay chạm vào tượng đá hai chùm ánh sáng lập tức chiếu vào trên người cậu quét qua lại hai lần phần đế hiện lên chữ mới cường độ thân thể cửu ngưu cảnh cực hạng máy móc phi thăng độ phù hợp cực cao có thể tiến hành chuyển hóa bạch kim từ kết quả tượng đá cơ giáp chuẩn xác phán đoán ra phương tri hành ưu tú vượt xa ninh nguyệt tố phương tri hành như có suy nghĩ lại đi đến trước tượng đá quái vật chạm vào ông tượng đá quái vật cũng chấn động mặt ngoài bắt đầu bắn ra ánh sáng màu đỏ tươi. Sau một lúc lâu, phần đế hiện lên một hàng chữ ngắn gọn. Cơ thể thành thánh, tư chất khá cao nên Nguyệt Tố lập tức vươn tay chạm vào tượng đá quái vật. Cô cúi đầu nhìn phần đế, chữ hiện ra là cơ thể thành thánh, thể chất yếu, không có tư cách. Ninh Nguyệt Tố sửng sốt, bật cười nói, ừm, xem ra ta không có tư cách cơ thể thành thánh. Phương Tri Hành đáp, ba tượng đá này chắc là bảo cụ nào đó kiểm tra đo lường thiên phú cá nhân. Hai người nhanh chóng đi đến dưới tượng đá thiên nhân. Ninh Nguyệt Tố chạm vào trước. Ông, tượng đá thiên nhân rung lên mấy cái, phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, mang theo một loại ý tứ thần thánh. Phần đế hoa sen hiện lên một hàng chữ tìm chất thiên nhân, ưu tuấn mắt Ninh Nguyệt Tố sáng khởi, vui vẻ nói, chẳng lẽ ta cũng có thể trở thành thiên nhân trong truyền thuyết. Phương Tri Hành gật đầu nói, cơ tương quân từng nói thiên nhân là do nhân loại lột xác thành cô và ta chắc đều có cơ hội tay cậu đặt trên tượng đá thiên nhân phần đế hoa sen cho ra đánh giá là ưu tú lần này lực lượng hai người ngang nhau hòa phương tri hành trầm ngâm nói ba tượng đá kiểm tra đo lường tư chất của chúng ta kế tiếp thì sao không đợi phương tri hành nghĩ ra nguyên cớ xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương ninh nguyệt tố quay đầu kinh hô, không ổn, là tổ sư. Cô và Phương Tri Hành chạy qua. Trong ánh nến, Ninh Triều Hồng lắc đầu, kịch liệt giãy dụa. Tổ chức máu thịt mấp máy, theo cổ của bà trèo lên trên, từng chút bao trùm khuôn mặt của bà. Đợi cho Phương Tri Hành đuổi tới trước đài đá, hơn phân nửa khuôn mặt của Ninh Triều Hồng đã bị tổ chức máu thịt ăn mòn. Đau quá, mau giết ta đi. Mau. Ninh Triều Hồng kêu thảm thê lương sắc mặt phương tri hành trầm xuống giơ lên kinh hồng thương ấn về phía trước đùng đầu ninh triều hồng trực tiếp nổ tung vỡ thành từng mảnh tổ sư ninh nguyệt tố rên trĩ nước mắt tràn mi ánh mắt phương tri hành chợt lóe phát hiện cái gì cậu giơ kinh hồng thương lên cắt qua lại vài cái chỉ một thoáng tổ chức máu thịt bao trùm trên đài đá tứ phân ngũ liệt nhanh chóng bong ra từng mảng rơi xuống đài đá lộ ra trận hình. Thay vì nói là đài đá, chi bằng nói càng giống như một bàn giải phẫu. Phương Tri Hành nhìn thấy vị trí phần đỉnh của đài đá, được khảm ba hình vẽ, lần lượt đối ứng với cơ giáp, quái vật và thiên nhân. Ba hình vẽ này nhô lên, dường như là cái nút nào đó có thể ấn xuống, dẫn đến kích hoạt cái gì. Chẳng lẽ đây là... Phương Tri Hành miên mang bất định, trong đầu bắt đầu sinh một suy đoán lớn mật nơi đây có lẽ là phòng thí nghiệm của văn minh cao cấp nào đó chẳng lẽ thiên nhân không phải tu hành ra mà là được chế tạo ra giống như cơ giác phương tri hành bị suy nghĩ này làm chấn động sâu sắc điều này dường như phá vỡ toàn bộ nhận thức của cậu lúc vừa mới nghĩ đến đây bên tai vang lên tiếng nhúc nhích phương tri hành lập tức châm cây thổi lửa bắn lên mái vòng ánh lửa đột nhiên sáng lên chiếu sáng đại điện phóng mắt nhìn lại khắp nơi trong đại điện đều nhô lên một đám bú thịt, ngưng tụ thành huyết thi. Làm sao trong một thoáng đã xuất hiện 13 huyết thi? Trong lòng Phương Tri Hành nghiêm nghị, dường như trong một khắc nào đó bọn họ đã kích hoạt cơ quan gì. Chúng ta phải rời khỏi đây. Phương Tri Hành quyết đoán lựa chọn lui lại. Được, Ninh Nguyệt Tố thu liễm tâm trạng, chạy ra ngoài. Nhưng mà, hai người còn chưa chạy đến trước cửa lớn, đã nhìn thấy một huyết thi đầu trâu xông vào sau huyết thi đầu trâu còn có càng nhiều huyết thi hơn những huyết thi đó cực kỳ nhìn quen mắt rõ ràng là đám trước đó mà hai người bọn họ từng giết thấy tình hình như vậy hai người không thể không lui trở về huy động sức mạnh triển khai chém giết trước đó huyết thi đụng con nào giết con đó bọn họ liên thủ đánh chết độ khó cũng không quá lớn nhưng hiện tại thì khác bọn họ gặp mười mấy huyết thi vây công áp lực nhất thời tăng lên một huyết thi tóc dài vọt tới, dáng người có đường cong quyến rũ, vừa nhìn đó là nữ nhân. Thân thể của cô ta rung lên, hàng ý khổng lồ chợt đánh úp lại, nhanh như sấm sét. Phương Tri Hành chỉ cảm thấy nửa người dưới chợt lạnh, hai chân bị hàng băng đông cứng. Ninh Triều Hồng. Phương Tri Hành liếc mắt đã nhận ra, huyết thi tóc dài rõ ràng là Ninh Triều Hồng vừa mới chết. Bà cũng biến thành huyết thi, thân hình Phương Tri Hành chấn động, hàng băng theo đó vỡ tan cậu vung kinh hồng thương tới huyết thi tóc dài, lăn không xuyên qua ngực của bà. Kinh lực bạo sát rót vào thân thể của bà. Đùng, toàn thân huyết thi tóc dài nổ tung. Phương Tri Hành thở hỗn hển, nhìn như một kích giết ngay khá thoải mái, thật ra tiêu hao lượng lớn thể năng. Cậu còn cảm giác rất mệt thì Ninh Nguyệt Tố càng mệt mỏi hơn, thể năng điên cuồng tiêu hao. Không chống đỡ nổi, phải tái tạo thân thể một lần. Phương Tri Hành liếc nhìn bọc hành lý, suy nghĩ chợt lóe lên. Trong lúc đó, toàn thân cậu run rẩy, thể năng nháy mắt khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Phương Tri Hành nhếch miệng nghe răng cười, biên cuồng đánh chết huyết thi xung quanh. Thật mạnh. Ninh Nguyệt Tố đang nghe truyện trên TV audio CV đầy vẻ mỏi mệt, bị ý chí chiến đấu ương ngạnh của Phương Tri Hành làm chấn động. Phương Tri Hành hét lên, cô nghỉ ngơi một chút trước đi. Ninh Nguyệt Tố quả thật đến cực hạn, cô nhìn xung quanh, điểm mũi chân nhảy tới trên đài đá, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều tức. Giết! Phương tri hành càng đánh càng hăng, không thể ngăn cản. Đáng tiếc duy nhất chính là sức mạnh của cậu đạt tới cửu ngưu cực hạn. Ý nghĩa là kỹ năng bộc phát mạnh nhất của cậu, huyết luyện thiên la, đã vô dụng. Cho dù cậu hút máu như thế nào, cũng không cách nào cô động ra xúc tu huyết sắc thứ 11. Mười cái là cực hạn. Bằng không, Phương Tri Hành ở trong địa ngục máu thịt, tuyệt đối là càng đánh càng mạnh, thể năng vô hạn, tung hoành vô cùng. Thời gian trôi qua từng chút. Sắc mặt Phương Tri Hành dần dần trở nên khó coi. Bởi vì tốc độ huyết thi sống lại đang không ngừng nhanh hơn, càng giết càng nhiều. Đậu xanh rau má, không hết đúng không? Phương Tri Hành lại tái tạo thân thể, bùng nổ kình lực điên cuồng trào ra, hành hạ đến chết thập phương, quét ngang vô địch. Huyết thi nháy mắt chết một đợt, thời gian nhanh chóng trôi qua. Huyết thi vẫn đang liên tục không ngừng xuất hiện. Phương tri hành không thể không tái tạo thân thể lần ba. Mà lần này, cậu tiêu hao hết một phần nguyên liệu cuối cùng. Trước khi tiến vào cậu đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng bị ăn mòn hết phần lớn. Để ta tới đi. Ninh Nguyệt Tố nhảy xuống đài đá lại gia nhập chiến đấu. Phương Tri Hành lại không thể để cô chiến đấu một mình, với thực lực của cô không thể đồng thời ứng đối nhiều huyết thi như vậy. Ninh Nguyệt Tố chỉ có thể chia sẻ một chút áp lực thôi. Thời gian cứ dần trôi. Không biết qua bao lâu, Ninh Nguyệt Tố lại một lần nữa tình trạng kiệt sức, trở về đài đá nghỉ ngơi. Phương Tri Hành phun ra một ngụm khí dơ, liếc nhìn giao diện hệ thống. Điều kiện để huyết ẩm ma đao tầng thứ tư trở thành mắt cấp đã hoàn thành, có thăng cấp hay không? Thăng cấp, Phương Tri Hành vận dụng con bài chưa lật cuối cùng, một suy nghĩ, hai mắt cậu lập tức trở nên mơ hồ. Giây lát sau, cậu lần nữa tỉnh táo lại. Huyết ẩm ma đao hóa yêu tầng 4 viên mãn. Kỹ năng bộc phát, đao sơn huyết hải, cấp 4. Đao sơn huyết hải, dùng bảo đao cấp 4 bổ ra uy của núi đao, có thể tạo thành hiệu ứng biển máu. Khóe miệng Phương Tri Hành công lên, hiện tại trong tay cậu không có bảo đao cấp 4, kỹ năng bộc phát mạnh mẽ này nhất định không thể dùng. Cũng may, thể năng của cậu lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Ta còn có Ngọc Lân Phá có thể thăng cấp, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Trong lòng Phương Tri Hành hơi sốt ruột, chung quanh khắp nơi đều là huyết thi, cậu chỉ có thể liên tục chém giết, không dừng được, căn bản không có thời gian tìm kiếm đường ra. Theo thể năng từng chút tiêu hao đi xuống, tăng lên. Phương Tri Hành cắn răng, dùng cơ hội cuối cùng ngọc lân phá trực tiếp tăng lên tới tầng thứ tư viên mãn vù vù toàn thân phương tri hành mọc ra một tầng ngọc lân dày cậu ngừng lại khuyết thi tiến lên vây công liên tiếp công kích đánh vào trên người cậu nhưng mà phương tri hành sừng sững không ngã chịu đựng tất cả công kích hơn nữa tạo thành thương tổn phản chấn cậu liếc nhìn ninh nguyệt tố cô quá mệt mỏi nhất thời không khôi phục lại được làm sao đây Cảm xúc của Phương Tri Hành hỗn loạn, nhìn thật sâu vào đài đá kia, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Hồi lâu sau, cậu ngẩng đầu giống như hạ quyết tâm nào đó. Mười xúc tu huyết sắc đồng loạt chấn động, bùng nổ kình lực giống như thủy triều đánh sâu vào. Ầm ầm ầm, thân thể của huyết thi xung quanh theo đó vặn vẹo, bên ngoài thân phòng lên từng bao máu, cứ vậy mà toàn thân bộc phát, thân hình Phương Tri Hành nhoáng lên, đi tới bên cạnh đài đá. Cậu mở miệng nói, "Nguyệt tố ta sắp không chống đỡ nổi rồi. Thật ra Ninh Nguyệt Tố còn lo lắng hơn cậu, tưởng tượng đến hình ảnh sư tổ chết thảm, trong lòng nhất thời hơi tuyệt vọng. Nhưng Phương Tri Hành bỗng nhiên nói, có cách đáng để thử một lần. Ninh Nguyệt Tố chấn động tinh thần, liền nói, cách gì? Phương Tri Hành trả lời, chắc chắn đài đá này có công năng tái tạo nào đó, có thể giúp người ta xảy ra lột xác. Ninh Nguyệt Tố chớp mắt nhìn Phương hướng ba tượng đá kia, như có suy nghĩ rất nhanh cô gật đầu nói chúng ta đã cùng đường không có lựa chọn nào khác chỉ có thể lấy thân thử nghiệm cô hỏi ta làm trước làm thế nào phương tri hành trả lời cô nằm xuống trước sau đó thân hình cậu nhoáng lên nhanh chóng xử lý sạch huyết thi chung quanh cậu đi vòng trở về đến phía trước đài đá trầm ngâm nói nếu suy đoán của ta không sai đài đá này có thể biến người thành dáng vẻ của ba tượng đá kia mà cô thích hợp biến thành máy móc hoặc thiên nhân, hơn nữa độ phù hợp của thiên nhân cao nhất. Ninh Nguyệt Tố liền nói, được, ta đương nhiên muốn trở thành thiên nhân. Phương Tri Hành nâng tay lên, đặt lên nút thiên nhân, hơi chần chờ, cuối cùng vẫn ấn xuống. Ông, đài đá chấn động, nâng lên cao hơn một mét ngay sau đó, đài đá ổn định lại. Lượng lớn niêm dịch thẩm thấu ra từ trong đài đá, tụ lại, bao trùm trên người Ninh Nguyệt Tố. Rất nhanh, toàn thân Ninh Nguyệt Tố bị bao trùm trong niêm dịch, thành một cái kén tầm. Tình cảnh này, Phương Tri Hành đột nhiên nghĩ tới Thiên Hoàng, lúc gã sống lại cũng bị niêm dịch dạng kén tầm cùng loại bao lấy. Ngay sau đó, đài đá chợt sáng rực phát ra một chùm tia sáng, giống như xuyên qua trời đất. Kén tầm hình người của Ninh Nguyệt Tố tắm trong chùm tia sáng. Không bao lâu, chùm tia sáng chợt tán loạn ầm uhm, cùng với trùng tia sáng chợt tán loạn tiếng đổ rung trời chuyển đất một vòng tròn sóng xung kích khuếch tán ra phương tri hành như gặp phải đòn nghiêm trọng chỉ cảm thấy ngực truyền đến đau nhức cả người bay ngược ra ngoài vẹ một cái há miệng phun ra một nguồn máu tươi đùng phía sau lưng cậu đụng vào vách tường lại bắn trở về tiếp theo gục đầu nằm rạp trên mặt đất qua. phương tri hành ngẩng đầu lại phun ra một miệng đầy máu cảm giác đau đớn bén nhọn lan khắp toàn thân, ù tai hoa mắt, đau đầu muốn nứt ra, máu thịt toàn thân giống như kiệt sức. Cậu cắn răng nhịn xuống, gian nan cuộn hai chân, quỳ trên mặt đất. ngẩng đầu nhìn lại, dư quan tiêu tan, trên không đài đá không còn gì. Kén tầm hình người không thấy đâu, Ninh Nguyệt Tố biến mất rồi, trong lòng Phương Tri Hành lột bột, trong đầu hiện lên một suy nghĩ đáng sợ. Chẳng lẽ chuyển biến thất bại, tiềm chất thiên nhân của Ninh Nguyệt Tố là ưu tú? Theo lý thuyết, xác suất để cô lột xác thành thiên nhân thành công hẳn là rất cao mới đúng. Không kịp tự hỏi nhiều hơn, một chút dư quan cuối cùng lấp lóe biến mất. Bóng tôi vô cùng vô tận giống như thủy triều vọt tới, nuốt sống cả đại điện. Phương Tri Hành nháy mắt rơi vào trong một mảnh tối đen. Cậu nhanh chóng vươn tay sờ bọc hành lý bên hông, tìm cây thổi lửa. Lại đột nhiên phát hiện, trên người mình nào còn quần áo. Đều bị sóng xung kích vừa rồi hủy diệt cậu hiện tại trần như nhộng trơn bóng không có cái gì nhưng mà cậu biết những huyết thi đó vẫn ở đây không bị sóng xung kích vừa rồi giết chết còn nữa mặc dù huyết thi bị phá hủy chúng nó rất nhanh sẽ sống lại phương tri hành nghiêng tai lắng nghe muốn thông qua nghe để phân biệt xác định vị trí của huyết thi vừa nghe thì hay rồi một mảnh tĩnh mịch không nghe thấy gì cả ngay cả tiếng tim đập của bản thân cậu cũng không nghe được Lòng phương tri hành kêu một tiếng không ổn, sờ hai lỗ tai, nhất thời phát hiện lỗ tai đang ào ào đổ máu. Nhất định là vừa rồi nổ tung, màng tai của ta bị thủng rồi. Trái tim phương tri hành trở nên nặng nề, bản thân ở trong bóng tối, mắt không thấy cũng thôi đi, hiện tại còn bị điếc. Không lâu, một luồng kình phong đột nhiên đánh úp lại. Phương tri hành không ngần ngại, mười xúc tu huyết sắc đồng loạt chấn động ầm, trong đó một xúc tu huyết sắc quét phải cái gì đó, đánh bay nó, nhưng theo sát sau đó, xung quanh có càng nhiều kình phong khiến người ta sợ hãi đánh tới. Tử Hải ôn triều. Phương Tri hành thở một hơi, dậm chân, lượng lớn hắc thủy phun ra từ lòng bàn chân cậu. Không dừng ở đây, tiếp theo cậu lại thả ra, đồ độc chi vụ. Hắc thủy và khói độc điên cuồng bắt đầu tràn ra, khuếch tán bốn phương tám hướng, bao phủ một vùng mười xúc tu huyết sắc quét lung tung, mặc kệ có thể quét trúng hay không. Chỉ cần huyết thi ở phụ cận, kình lực bạo sát sẽ có thể tổn thương tới đối phương. Phương tri hành phát thần uy lớn như vậy, gần như là bộc phát toàn bộ sức mạnh, dựng sào thấy bóng. Kình phong xung quanh nhanh chóng biến mất. Phương tri hành thở hổn hển, từng bước đi về phía trước, dùng xúc tu để dò đường. Cậu phải nhanh chóng tìm được vị trí của đài đá mặc kệ ninh nguyệt tố thành công hay chưa bản thân cậu cũng không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đi thử đây có thể là đường sống duy nhất của cậu nhưng mà mới vừa đi ra vài bước phương tri hành đột nhiên cảm giác không đúng hai chân dị cực kỳ nặng nề dường như bị cái gì kéo lại cậu vươn tay sờ thử sắc mặt nhất thời đại biến đùi phải thủng một lỗ máu chảy như suối ngay tại miệng vết thương xuất hiện kéo sợi tổ chức máu thịt trên mặt đất tiến vào miệng vết thương, xâm nhập thân thể cậu. Phương Tri Hành không chút do dự bắt lấy huyết tuyến, kéo mạnh ra ngoài. Huyết tuyến nháy mắt bị kéo đứt, không khó. Nhưng trong cơ thể còn có tổ chức máu thịt không thì không thể biết được. Dù sao trừ cảm giác đau đớn, không có cảm giác khác. Phương Tri Hành không quản được nhiều như vậy, cậu đi về phía trước lần nữa. Chỉ một chốc lát, xung quanh lại có lực phong đánh úp lại. Phương Tri Hành dừng bước, dùng hết sức đánh trả, vừa ra tay thì tiến hành tấn công toàn bộ phương vị không chút giữ lại. Chiêu thức kiểu này cực kỳ tiêu hao thể năng. Nhưng hết cách rồi, cậu không nghe thấy không nhìn thấy, chỉ có thể bất chấp tất cả đánh bừa. Phương Tri Hành thế không thể đỡ, tung hoành vô cùng, nhanh chóng dọn dẹp uy hiếp chung quanh. Cậu không dừng lại, nhanh chóng mò về phía trước. Mười xúc tu huyết sắc đều có chiều dài 12 mét, một đám vương ra, mờ các hình tròn. Đột nhiên, phía trước bên trái có một xúc tu đụng phải vật cứng. Hơn nữa, vật cứng đó không có bị tổ chức máu thịt bao trùm. Phương Tri Hành mừng rỡ không thôi, nhanh chóng chạy qua. Cậu vương hai xúc tu sờ thử vật cứng. Hình chữ nhật, xác định chính là đài đá, Phương Tri Hành ba bước dùng thành hai, đi đến trước đài đá, bàn tay to đặt ở vị trí bên cạnh, tiến hành xoay tròn, rất nhanh tìm kiếm vị trí ba cái nút kia bỗng nhiên cậu ngừng lại bàn tay đụng đến mặt ngoài của đài đá dường như có một vết nứt thô chừng một ngón tay cái nứt rồi phương tri hành nhăn mày dùng sức ấn xuống vết nứt theo đó nhanh chóng mở rộng ầm ầm đài đá đột nhiên rải rác phương tri hành không khỏi cứng đờ tại chỗ ngay sau đó két 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 đất trung núi chuyển phương tri hành cảm giác dưới chân truyền đến chấn động mãnh liệt hai chân đột nhiên lệch vị trí mặt đất nứt ra rồi. Phương Tri Hành không thể đứng vững, mười xúc tu kéo dài ra, ý đồ nắm lấy thứ gì chung quanh để ổn định thân thể. Nhưng mà, dường như mọi thứ xung quanh đều đang sụp xuống. Đại điện đang sụp đổ, dưới chân Phương Tri Hành nặng nề, thân thể bắt đầu chìm xuống. Cậu theo bản năng cuộn lại tất cả xúc tu, bao trùm trên người ngưng tụ thành một quả cầu thịt. Nhưng mà sau khoảnh khắc đó, cảm giác chìm xuống liền biến mất. Cậu đụng phải cái gì, ngừng lại. Âm phong rét lạnh thổi vào trên người cậu. Phương tri hành tản ra 10 xúc tu huyết sắc, ánh sáng mông lung lập tức chiếu đến. Trong tầm mắt xuất hiện cây cối cao lớn. Nơi này là... Phương tri hành nhanh chóng nhìn quanh một vòng, rất nhanh ý thức vị trí của mình. Rừng hoang, bãi đất. Nơi này chính là chỗ mà cậu và Ninh Nguyệt Tố cùng nhau tiến vào cánh cửa cấm khu. Ta ra ngoài rồi vẻ mặt Phương Tri Hành khó hiểu, cậu muốn đứng lên, nhưng cảm giác mệt mỏi to lớn theo sát tới khiến cậu đặt mông ngồi tê liệt dưới đất. Gián người cậu nhanh chóng thu nhỏ lại, mười xúc tu huyết sắc trở về trong cơ thể. Sau chớp mắt, cậu khôi phục thành hình người, toàn thân trần truồng. Phương Tri Hành nhìn trên người, ngực một mảnh bầm tím, trên đùi phải có một vết thương sâu có thể thấy được xương. Càng miễn bàn, trên người chỗ nào cũng đau, khẳng định bị nội thương cậu hít sâu mấy hơi khoanh chân xuống ngưng thần nín thở vận công chữa thương lúc này chỗ tốt của tu luyện thiên la hóa huyết công đã hiện ra vận chuyển khí huyết miệng vết thương có thể nhanh chóng khép lại đương nhiên trước đó phương tri hành dựa vào tái tạo thân thể chưa từng vận công chữa thương đây là lần đầu tiên không qua bao lâu miệng vết thương trên đùi đã cầm máu chỗ bầm tím trên ngực cũng tan đi hơn phân nửa màu da trở nên hồng nhuận cảm giác đau đớn trong cơ thể lại rút đi giống như thủy triều. Phương Tri Hành phun ra một ngụm khí dơ, hai chân bắn ra, muốn đứng lên. Thương thế khôi phục rất nhanh. Phương Tri Hành than khẽ. Sau đó, cậu tìm một vòng ở phụ cận, không phát hiện Ninh Nguyệt Tố. Ta ra ngoài rồi, cô đã đi đâu? Phương Tri Hành nhíu mày thành một cục, sau khi suy tư một lát thì cậu đi ra khỏi rừng hoang. Không lâu, trên một một đường đá, phương tri hành nhìn thấy hai nam đệ tử cực âm tông lập tức đi qua ngươi ngươi hai người đó vừa nhìn thấy phương tri hành kinh ngạc không thôi hỏi ngươi là ai tại sao không mặc quần áo phương tri hành hỏi hiện tại là canh giờ gì một thanh niên trả lời trời sắp tối rồi bọn ta đang muốn rời khỏi tấm khu phương tri hành hơi im lặng nhìn dáng người của một thanh niên khác khá vạm vỡ dặn dò cởi quần áo của ngươi ra thanh niên vạm vỡ trừng mắt nói dựa vào cái gì phương tri hành nắm chặt nắm tay tùy ý đánh sang một bên ầm một mỏm núi khá nhỏ bên đường nổ tung khói bụi cuồn cuộn đợi cho khói bụi tán đi đỉnh núi biến mất không thấy có thêm một cái hố to ừng ực thanh niên vạm vỡ nuốt nước miếng vội vàng cởi quần áo trên người lúc này một người khác đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở tiền bối chân của ngài làm sao vậy phồng lên một cái bú thật lớn phương tri hành cúi đầu nhìn lại trong lòng nhất thời lột bột trên đùi phải nhô lên một bú thịt to cỡ nắm tay vị trí bú thịt chính là nơi trước đó bị thương phương tri hành không khỏi ngừng hô hấp sau đó cậu cắn răng không có bất kỳ chần chờ dùng tay làm đau xì xì bú thịt cùng với một khối máu thịt lớn chung quanh bị đào ra hai thanh niên tập trung nhìn bị dọa nhảy dựng da đầu cũng tê rần trời mẹ ơi kinh khủng quá thật hung tàn, cắt thịt chữa thương, xương đùi cũng lộ ra. Tình cảnh này, mặt mũi thanh niên vạm vỡ trắng bệt, ứa ra mồ hôi lạnh, vội vàng hai tay nâng quần áo lên đưa qua. Mặt phương tri hành không đổi sắc, nhận lấy quần áo, thân hình nhoán cái, chợt biến mất tại chỗ. Hai thanh niên ngây ngốc tại chỗ, liếc nhìn nhau, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau, một bóng dáng thoát ra khỏi lối vào cấm khu, không lên bất kỳ tạm dừng, một đường rời khỏi cực âm tông bên ngoài trời đang mưa tí tách tí tách không qua bao lâu màn đêm buông xuống cùng với tiếng sấm chớp mưa càng rơi càng lớn phương tri hành đội mưa đi xuyên qua một vùng núi rừng phía trước xuất hiện một ngọn núi nhỏ cao trăm mét cậu đi đến chân núi một quyền đánh lên vách tường nham thạch đùng vách tường nham thạch vỡ ra một lỗ thủng lớn hình thành một sơn động phương tri hành tiến vào trong động ngồi xuống lúc này đùi phải của cậu sớm đã ngừng chảy máu quỷ dị chính là chẳng những không đổ máu ngay cả thịt bị lóc xuống cũng nhanh chóng mọc trở lại rõ ràng lóc xuống một miếng thịt lớn như vậy thể xác và tinh thần của phương tri hành đều mệt mỏi mí mắt luôn đánh nhau cậu không chống đỡ nổi đành nhắm mắt ngã đầu ngủ mất một đêm trôi qua rất nhanh tia nắng ban mai chiếu vào trong sơn động phương tri hành chớp mắt tỉnh lại không khí tươi mới tràn vào miệng mũi của cậu phương tri hành thông thả mở to mắt nhất thời cảm giác đói khát dữ dội cậu xoa bụng lỗ tai vẫn không nghe được bất kỳ âm thanh gì thật sự biết rồi sau đó cậu cúi đầu nhìn về phía đùi phải vừa nhìn biểu cảm trên mặt cậu hoàn toàn cứng lại trên đùi phải mọc ra một cái bú thịt to hơn giống như một chùm nho cự phong treo trên đùi hô hấp phương tri hành ngưng trệ sắc mặt nhanh chóng trở nên vô cùng khó coi bỗng nhiên cậu nhìn thấy trên ngực cũng phồng lên vén áo lên nhìn trên ngực trái nhô lên một bú thịt to ước chừng cỡ nắm tay mé khóe miệng phương tri hành co giật đứng lên đột nhiên lại cảm giác sau thắt lưng có vấn đề cậu sờ thử quả nhiên trên lưng cũng mọc ra một bú thịt còn to hơn nắm tay một vòng ba bú thịt giống như tế bào ung thư điên cuồng sinh trưởng phương tri hành nháy mắt hiểu được tại sao bản thân đói khát như thế xem ra ta bị những tổ chức máu thịt đó ăn mòn rồi phương tri hành hít sâu cũng không có bất kỳ kinh hoảng nào chỉ cần cậu gom đủ một vài nguyên liệu có thể tái tạo thân thể mọi thứ đều sẽ khôi phục nguyên dạng đi đâu làm nguyên liệu đây phương tri hành quay đầu nhìn cực âm tông chỉ cần cậu trở về cực âm tông chắc có thể thoải mái lấy được nguyên liệu mà cậu cần nhưng trong cực âm tông có tai mắt của triều đình chỉ cần cậu hiện thân ở cực âm tông nhất định sẽ bại lộ hành tung bị bốn đại môn phiệt phát hiện với trạng thái quỷ dị của cậu hiện tại cực kỳ không thích hợp bùng nổ xung đột với bốn đại môn phiệt phương tri hành cân nhắc đi ra khỏi sơn động nhanh chóng chạy tới một phương hướng ồ có phải tốc độ của ta nhanh hơn không Phương Tri Hành đi nhanh như gió, hóa thành một tàn ảnh, nhanh đến khó mà tin nổi. Ước chừng hai tiếng sau, một thành trì khổng lồ và rộng lớn ánh vào mi mắt. Thành đa nghiệp thủ phủ Đam Châu, Phương Tri Hành chưa bao giờ gặp qua thành trì khổng lồ như thế, quy mô to lớn, thậm chí còn lớn gấp hơn 10 quận thành Thanh Hà. Thành đa nghiệp cũng chia làm nội thành và ngoại thành. Nội thành đương nhiên là tường cao, ra vào đều phải tiếp nhận kiểm tra nghiêm khắc vùng ngoại thành tương đối tự do bốn phía không có tường thành vây quanh phương tri hành tiến vào một con đường rộng rãi cậu đi trên đường người đi đường đông đúc nhộn nhịp nhưng những người đi đường vừa nhìn thấy cậu đều bị khiếp sợ tránh ra giống như đang tránh né ôn dịch ai cái này phiền phức lớn rồi phương tri hành sờ mặt trên mặt cậu cũng mọc ra bú thịt cả mặt sưng phù giống như bánh bao ngũ quan vặn vẹo trực tiếp hủy dung Ai nhìn cũng cảm thấy rợn tóc gáy. Một lát sau, cậu tìm được cửa hàng của thương hội Thiên Bảo, nhanh chóng bước vào đại sảnh. Ia. À. Nhân viên tiếp tân vừa nhìn thấy khuôn mặt của Phương Tri Hành nhất thời hoảng sợ, kinh ngạc không thôi. Cho tới bây giờ cô ta chưa từng thấy khuôn mặt dọa người như vậy. Phương Tri Hành thản nhiên mở miệng nói, "Ta muốn mua 10 cân thép tinh luyện, 3 cân bí ngân, 1 cân canh kim." Nhân viên tiếp tân nghe vậy, phục hồi tinh thần lại liền nói, xin chờ một lát. Cô ta xoay người đi lấy nguyên liệu. Phương Tri Hành đứng khoanh tay, kiên nhẫn chờ, ánh mắt tùy ý quan sát bốn phía. Lúc này, cậu chú ý tới tất cả người chung quanh nhìn về phía cửa lớn, ai nấy cũng ló đầu nhìn quanh. Cậu cũng quay đầu nhìn. Chỉ thấy ba tọa lan hình thể cao lớn, không biết từ khi nào đột ngột đi tới ngoài cửa. Tọa lan uy phong lẫm lẫm, hung thần ác sát ba người cưỡi trên tọa lan, hai nam một nữ, tất cả đều là dung mạo trung niên. Đồng tử Phương Tri Hành hơi co rút, liếc mắt đã nhận ra vị ở giữa, rõ ràng là La Khắc Kỷ. Phương Tri Hành Tầm mắt của La Khắc Kỷ dừng trên Phương Tri Hành, đánh giá cậu, tiếp theo hắn nhảy xuống đi vào đại sảnh. Hừ La Khắc Kỷ hừ lạnh một tiếng, cười đầy vẻ châm chọc, lắc đầu cạn lời nói, thế nào, ngươi vì tránh né truy kích của ta, không tiếc hủy dung mạo à. Phương Tri Hành không nghe thấy, chỉ có thể nhìn thấy cái miệng của hắn đang mấp máy. La Khắc Kỷ cười khẩy ha hả, hai tay giao nhau trước ngực, thản nhiên nói, ngươi cho rằng ngươi thoát được rồi hay sao? Sau khi ngươi rời khỏi lục hư tông liền xâm nhập cực âm tông, cấu kết ở cùng Ninh Nguyệt Tố. Tuy ngươi làm việc cẩn thận và bí mật nhưng vẫn bị ta tra xét ra. La Khắc Kỷ tự nói, ta vốn dự định hôm nay sẽ đi cực âm tông tìm ngươi, cũng không ngờ suốt đêm ngươi rời khỏi cực âm tông, đi tới phủ thành. Thế nào, ngươi không muốn tiếp tục chạy trốn nữa? Nếu ngươi còn muốn tiếp tục trốn, xếp ân tình trong quá khứ, ta có thể cho ngươi một cơ hội. La Khắc Kỷ nhếch môi, lạnh giọng nói, nhưng mà mùi thối trên người ngươi đã bị tất cả chó săn và tọa lan nhớ kỹ từ lâu rồi, cho dù ngươi xuất hiện ở đâu, rất nhanh sẽ bị phát hiện, biết không? Phương Tri Hành đứng tại chỗ, không có bất kỳ biểu cảm gì, dường như mắt điếc tai ngơ. Phương Tri Hành, đại nhân nói chuyện với ngươi đó, ngươi bị điếc hả? Mau trả lời đi chứ. Nam tử vạm vỡ trên tọa lan thứ lên đã đi tới, mặt đầy sát ý, hắn lập tức đi đến trước mặt Phương Tri Hành, nâng tay đánh ra một chưởng lên ngực Phương Tri Hành. Nhưng một chưởng này lại thất bại, Phương Tri Hành lưu tại chỗ chỉ là một tàn ảnh. Sắc mặt nam tử vạm vỡ đột nhiên thay đổi, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh úp lại, hắn không chút nghỉ ngợi nhảy lên lui về sau người đang ở giữa không trung đột nhiên thân hình biến hóa nháy mắt mọc ra tám cánh tay dài từng tơ nhận mắt thường không thể nhận ra nhanh chóng đang xen trước người nhưng khoảnh khắc sau đó một tàn ảnh quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu hắn là phương tri hành da đầu nam tử vạm vỡ đã tê rần một nắm tay cực lớn đập xuống ở giữa sọ não của hắn đùng đầu nam tử vạm vỡ trực tiếp nổ tung sau đó, quyền kình khủng bố thế không thể đỡ, cuồng cuộn phá hủy nửa thân dưới của nam tử vạm vỡ. Máu thịt bay tứ tung, La Khắc Kỷ bị huyết vũ bắn tung tóe đầy người, biểu cảm trên mặt hắn cứng đờ, hoảng sợ biến sắc, lúc này La Khắc Kỷ đã gặp phải chấn động tầng ba. Thứ nhất, giữa ban ngày, Phương Tri Hành lại dám ra đòn hiểm với tộc nhân La thị ở trong phủ thành. Thứ hai, người bị cậu giết chết tên là La Liên Khuê, tu vi cửu ngưu cảnh hậu kỳ huyết thống thuần khiết. Quý vị cửu ngưu cảnh hậu kỳ của tứ đại môn Việt có thực lực thâm sâu khó lường, đủ để quét ngang thập đại môn phái. Thậm chí có thể nói, hắn có thể dễ dàng nghiền ép những cửu ngưu cảnh đỉnh phong thông thường. Theo lý, mặc cho phương tri hành mạnh đến đâu cũng chỉ là cửu ngưu cảnh đỉnh phong mà thôi, kiên quyết không thể đánh bại La Liên Khuê. Thứ ba, sức mạnh mà vừa rồi phương tri hành bộc phát vô cùng khiếp người, dường như vượt qua trăm vạn cân, có thể giết tức khắc La Liên Khuê bằng một quyền. Đương nhiên, La Liên Khuê thật ra là chết vì đột nhiên bị đánh lén. La Liên Khuê có thân phận tôn quý, cao cao tại thượng, coi người khác như con kiến hôi, muốn chửi thì chửi muốn đánh thì đánh, bình thường ai dám trả đòn chứ, vì vậy hắn nhất thời sơ suất, đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Phương Tri Hành, hoàn toàn không ngờ Phương Tri Hành dám ra tay giết hắn. Mặt khác, Điều khiến hắn bất ngờ là tốc độ của phương tri hành quá nhanh khiến hắn không phản ứng kịp, bị đột phá phòng ngự, đánh trúng ót. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc hắn bị giết. Dù sao tộc nhân La Thị chiến đấu dựa vào tơ nhện sắc bén, công thủ nhiều mặt, nhưng cường độ thân thể thật ra vốn không vượt trội, bị quyền nặng cấp bậc trăm vạn cân trực tiếp đánh trúng, tất nhiên là dễ dàng bị phá phòng thủ rồi. Ca. Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên. Một tùy tùng khác của La Khắc Kỷ là muội muội của La Liên Khuê, La Liên Doanh. Cô vốn không để tâm đến phương tri hành, có dáng vẻ không quan tâm đến. Dù sao đường đường là môn việc La gia, điều động ba cao thủ cửu ngưu cảnh chặn một phương tri hành lại quả thật là ức hiếp người ta. Nào ngờ vừa thất thần đã bị máu tươi bắn tung tóe cả mặt. Sau một khắc, máu thịt tản ra khắp mặt đất, chảy cuồn cuộn, một luồng ý thức tụ lại dưới chân của phương tri hành. Sau đó, tất cả máu thịt hòa nhập vào trong cơ thể của phương tri hành cứ như bọc biển bị bốc hơi thành hơi nước vậy nhìn thấy cảnh này cắn nuốt la liên doanh không kìm lòng được mà trừng to mắt ngay sau đó cô nhìn thấy mấy bú thịt trên người của phương tri hành phồng lên như được thổi hơi vậy trước ngực sau lưng của cậu mỗi một nơi trên người cậu đều mọc ra bước thịt to nhỏ khác nhau có cục nhỏ như quả nho rậm rạp chằng chịt có cục thì to như chậu rửa mặt mọc từng đống. dáng người khô ngô mà khỏe đẹp của Phương Tri Hành trong giây lát biến thành một quái vật bú thịt, không cách nào hình dung rốt cuộc có bao nhiêu dị dạng. Quá khiếp người, xấu quá trời, người trong đại sảnh toàn hít khí lạnh, nhìn thấy mà giật mình, không đành lòng nhìn thẳng. Phương Tri Hành thở hỗn hển, cậu thật sự là quá đói nên không khỏi thi triển kỹ năng bộc phát, huyết luyện thiên la, luyện hóa hết máu thịt của la liên khuê. Máu thịt của một cửu ngưu cảnh hậu kỳ, Tất nhiên là đại bổ, cảm giác đói bụng lập tức giảm đi. Nhưng không ngờ thao tác này đã kích thích những cục bú thịt sinh trưởng điên cuồng. Ta muốn giết ngươi. La Liên Doanh đột nhiên dậm chân, nhảy lên giữa không trung. Phía sau lưng cô nhúc nhích, tám đốt xương kéo dài ra, trên mặt cũng mọc ra 6 con mắt. Xẹt xẹt xẹt, lượng lớn tơ nhện bắn ra ngoài, dăng khắp nơi, ngưng tụ thành mạng lưới lớn, cắt đứt không gian. Người bên trong đại sảnh gặp nạn ai nấy đều cứng đờ, trên người hiện lên tơ máu dày đặc giao thoa. Sau đó cơ thể của bọn họ tán lạc ra, biến thành từng mảng máu thịt. Quá tàn bạo, toàn bộ đều chết thảm, không một ai may mắn còn tồn tại, Phương Tri Hành đặt mình ở giữa, lù lù bất động. Không phải cậu không muốn tránh né mà là hoàn toàn không thể trốn thoát được. Tơ nhện mà la liên doanh phóng thích ra bao trùm toàn bộ đại sảnh, không bỏ qua một ngóc ngách nào. Đây là một loại công kích bảo hòa, toàn phương diện không gốc chết trốn tránh không có bất kỳ ý nghĩa nào cả phương tri hành đứng tại chỗ hết sức chăm chú trên người bao trùm một tầng ngọc lân cực dày lực cắt mạnh mẽ kéo đến lập tức trên ngọc lân hiện lên đường trắng rậm rạp chằn chịt chỉ thế mà thôi a à, biểu cảm của la liên doanh cứng đờ trong lòng còn mang theo sự ngạc nhiên tộc la thì có tơ nhện trảm kích vi lực cắt cực lớn không có gì kiên cố mà không phá nổi, vừa rồi cô không giữ lại gì cả, chém ra toàn lực, lại ngay ra không phá phòng ngự được, cường độ thân thể của phương tri hành phòng thủ kiên cố. Phòng ngự của cậu cứ như kim cương bất hoại, không thể phá vỡ. Điều này, phương tri hành cười xòa, vẻ mặt đầy kinh thường. Trảm kích cách của La Liên Doanh trông như không ai bị nổi lại thất bại rồi. Thậm chí cậu còn không có cảm giác đau, đi chết đi. Phương Tri Hành ra tay không nể tình, bóng dáng chấn động không chút chậm trễ, hai tay hóa thành xúc tu máu, bắn ra ngoài. Hai xúc tu máu ngay từ đầu vốn không thô chắc giống như hai con rắn dài trường qua giữa khe hở của mạng nhện, vần quanh nửa vòng, đột nhiên lớn đến gần la liên doanh. Chỉ một thoáng, hai xúc tu máu chợt biến lớn, một trái một phải, như hai lòng bàn tay khổng lồ nhanh chóng chụp về phía nhau. Không xong rồi. Trong lòng của la liên doanh hơi hồi hộp, quả thật là khiếp sợ muốn chết phương tri hành ra tay quá nhanh chớp mắt đã đến khiến người ta không kịp phản ứng la liên doanh chỉ cảm thấy hoa mắt không gian xung quanh đều bị lấp kín khiến cô hoàn toàn không cách nào tránh né thù võng tù lung hô hấp của la liên doanh ngưng trệ cô dùng tốc độ nhanh nhất bệnh thành mạng nhện xung quanh mình ngưng tụ thành một cái kén bao bọc toàn thân bịch hai xúc tu máu kẹp lấy sức mạnh khủng bố va chạm vào nhau cái kén bằng tơ nhện trong nháy mắt bị đè ép đồng tử của la khắc kỷ co rụt lại sợ hết hồn hai xúc tu máu chậm rãi buông lỏng ra chỉ thấy cái kén bằng tơ nhện bị ép thành lát cắt mơ hồ chảy ra máu thịt phương tri hành ngươi la khắc kỷ nghẹn ngào gào lên trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi cực lớn từ huyện khánh an đến quận thành thanh hà phương tri hành chỉ là con chó săn mà hắn nuôi dưỡng mà thôi hơn nữa khi con chó săn này trở thành phiền phức, còn bị hắn trực tiếp vứt bỏ. Ngươi chỉ là chó nhà có tan mà thôi. Trong lòng của La Khắc Kỷ run sợ, như rơi vào trong hầm băng, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, lại bị chó nhà có tan cắn trả, đi. Trong mắt của La Khắc Kỷ nước ra, đột nhiên lùi mạnh lại, xuyên qua cổng lớn. Phương tri hành luyện hóa xong máu thịt của La Liên Doanh thì không còn cảm giác đói bụng nữa, nhưng bú thịt trên người cũng trở nên lớn hơn dữ tận đáng sợ hù chết người khác lúc này cậu quả thật không còn hình người nữa phương tri hành ngẩng đầu lên tầm mắt tập trung vào la khắc kỷ xúc tu máu bắn mạnh ra ngoài như mũi tên rời cung phát sau mà đến trước một cái quét sạch vụt, xúc tu máu cuốn lấy hông của la khắc kỷ kéo mạnh hắn trở lại điều này la khắc kỷ hoảng sợ hắn không ngờ bản thân lại không trốn thoát được phương tri hành ngươi điên rồi à ngươi bình tĩnh lại chút la khắc kỷ tức giận biểu cảm phát điên khàn giọng rống to hơn đừng giết ta ta là đệ tử của tông tộc la thị ngươi mà giết ta chính là kẻ địch của toàn bộ la thị đấy phương tri hành thờ ơ xúc tu máu có lực lớn vô cùng không ngừng siết chặt cạch la khắc kỷ hết thảm thắt lưng bị siết đứt đoạn hắn rung giọng nói buông tha cho ta 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 van xin ngươi. Giọng điệu hèn mọn, thậm chí còn có mấy phần khép nét. Phương Tri Hành không nghe thấy gì cả, nhưng hắn biết là Khắc Kỷ đang xin tha nên lãnh đạm nói, ta nhớ ngươi từng dẫn ta đến tàu ban diễu võ dương oai, đã dạy ta một câu, lúc con người không cần thứ gì đấy sẽ cho rằng bọn họ có thể toàn thân trở ra. Cậu vừa thốt ra lời này, La Khắc Kỷ đã ngây ra, đáy lòng dâng lên sự lạnh lẽo. Phương Tri Hành gằn từng chữ một, đa tạ ngươi, ta học được rồi. Bịch, xúc tu máu chợt siết chặt, dìm chặt lấy la khắc kỹ, khiến toàn thân nổ tung. Phương tri hành ăn xong thì lau sạch miệng, xoay người, nhìn lướt qua phía sau quầy. Cậu nhanh chóng tìm thấy một tiếp tân, đối phương đã biến thành một đống thịt. Bên cạnh đống thịt đó có một cái túi bị mở ra, các loại nguyên liệu kim loại rơi lả tả khắp mặt đất. Xúc tu máu cuốn lấy, vớ lấy những nguyên liệu đó. Sau đó, bóng dáng của phương tri hành nhoáng lên, biến mất khỏi đại sảnh máu me đầm đìa. Một lát sau, phù, cuồng phong thổi vào một tiệm rèn, đám thợ rèn đang làm việc đột nhiên ngã xuống. Phương tri hành đi tới trước lò lửa. Trùng hợp, lò lửa có một phôi đao đang được nung khô. Hợp thành. Phương tri hành móc ra nguyên liệu đặc chung với phôi đao, sau đó bắt đầu lần nữa thiết lập thân thể. Bỗng nhiên, toàn thân cậu rung lên, những bú thịt trên người co rụt nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Bú thịt trên mặt nhanh chóng tiêu xuống, lộ ra mặt mũi với góc cạnh rõ ràng. Bú thịt khắp nơi trên người cũng co đầu rút cổ, không còn phồng lên nữa. Giây lát sau, thân hình của Phương Tri Hành khôi phục lại bình thường. Tiếng huyên náo của phố xá sầm quốc tràn mạnh vào hai tay giống như là thủy triều. Thính giác khôi phục rồi, cuối cùng. Phương Tri Hành không khỏi thở vào, sảng khoái tinh thần cậu tỉ mỉ kiểm tra cơ thể, không có bất kỳ dị thường nào, thật sự khôi phục như lúc ban đầu. Thiết nghĩ mô thịt thâm nhập vào trong cơ thể đã được loại bỏ hết. Chỗ không đúng duy nhất là Có chuyện gì vậy, tại sao sức mạnh của ta lại vượt quá 100 vạn cân chứ? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.